Cứ mỗi tháng 2 lần, chị Hồng Minh lại thực hiện trò chuyện trực tuyến trên trang Facebook Cảnh sát Hàn Quốc đồng hành cùng các bạn. Đây là trang do chị lập ra. Hầu hết người Việt đang sống tại Hàn Quốc những ngày này đang gặp muôn vàn khó khăn, từ hỗ trợ y tế đến chuyện đi lại, ăn ở, giấy phép lái xe, cho đến hộ chiếu, nhập tịch và những khác biệt văn hóa. Vì vậy, những buổi livestream của chị Hồng Minh thu hút hơn 100.000 lượt người theo dõi. Từ góc độ là một cảnh sát Hàn Quốc, lại là một người gốc Việt, chị đã có những tư vấn rất cặn kẽ và chính xác cho mọi người. Nếu như mà các bạn mà bị chồng đánh đập thì các bạn không nên nhẫn nhịn, mà các bạn nên phải gọi đến số 112 để được cảnh sát giúp đỡ và có thể bảo vệ các bạn. Đây là bức thư của một cô dâu người Việt tại Hàn Quốc gửi đến cảm ơn Hồng Minh. Sinh con xong ở nhà, chị này tham gia lô tô qua mạng cho vui, nhưng không biết đó là một hình thức đánh bạc và sẽ bị xử lý. Nhờ những buổi trò chuyện với Hồng Minh, chị đã tránh xa tệ nạn này. Đây là một trong nhiều bức thư cảm ơn được gửi đến Hồng Minh và được đăng trên trang chính thức của Sở Cảnh sát huyện Trang Sơn. Chị Hồng Minh là một du học sinh tại Hàn Quốc. Sau khi lấy chồng và sinh 3 con, chị đã mong muốn đi làm trở lại. Đặc biệt, Hồng Minh muốn công việc đó còn có thể giúp đỡ được người Việt Nam. Khi thi vào cảnh sát Hàn Quốc, trở ngại đầu tiên là lúc đó chị nặng tới hơn 100 kg, nhưng chị đã quyết tâm thực hiện được ước mơ của mình. Trải qua một năm huấn luyện kiến thức, thể lực và nghiệp vụ, Hồng Minh chính thức được bổ nhiệm vào cảnh sát Hàn Quốc, trở thành một trong 7 nữ cảnh sát người Việt tại Hàn Quốc. Chị còn dành thời gian để dạy tiếng Việt, dạy lịch sử Việt Nam cho con cháu Việt-Hàn thế hệ thứ hai. Câu chuyện về cô dâu Việt nỗ lực vượt khó trên đất Hàn của Hồng Minh đã gây tiếng vang trong cộng đồng. Chị trở thành khách mời của các kênh truyền hình phát thanh của Hàn Quốc, được tham gia các buổi gặp đóng góp ý kiến vào chính sách địa phương. Nếu như mà các bạn nào mà đang và có ý định để sang làm cô dâu ở bên Hàn Quốc thì mình nghĩ là nên phải học tiếng nhiều vào, và nếu như các bạn mà có thể thành tạo tiếng thì các bạn có thể sống một cuộc sống có thể hạnh phúc hơn. Mình cũng mong muốn rằng là qua những cái livestream và những bài viết đấy sẽ góp được một phần nào vào cái cuộc sống tự do và hạnh phúc hơn của bạn khi đang sống ở tại Hàn Quốc. Nỗ lực không ngừng nghỉ nơi xứ người, chị Hồng Minh luôn hướng về quê hương và muốn cùng xây dựng một cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đoàn kết vững mạnh.